xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Hải Phòng Today. Và hôm nay là một ngày mưa khá là lạnh lẽo. Các bạn có thể thấy là mọi người đi đường là mặc áo mưa để vừa đỡ mưa và vừa chống rét đấy các bạn ạ. Hiện tại thì thời tiết đã tạnh tạnh rồi nhưng mà mình vẫn mặc áo mưa này. Thì thời tiết là có tí nước mưa khá là buốt, cóng hết cả tay luôn. Và hôm nay thì mình lại quay trở lại cái tiến độ đường Đông Khê 2 để cập nhật cái tiến độ cho các bạn cùng xem. Và mình đang di chuyển ở cái nút giao Lê Lợi và đang đi qua cái lối vào phố cấm này các bạn này. Ngay phía trước các bạn kia thôi là cái nút giao giữa Đông Khê 2 và đường Lê Lợi nhé. Giờ mình sẽ đi ra đây để cập nhật tiếp cái tình hình tiến độ ở đây cho các bạn cùng xem. Vì sao mà mình hay đi cập nhật cái tuyến này? Tại vì là hiện tại đang là cái thời giai đoạn ấy là nước rút nên là tất cả mọi thứ đang triển khai rất là nhanh. Và vâng, chúng ta đã được nhìn thấy cái mới ở đây rồi. Ví dụ như hàng cây kia. Vâng, hàng cây ở giải phân cách cứng giữa rộng 1,5m đã được trồng đến nút giao Lê Lợi rồi các bạn nhé. Hôm trước thì mình có quay video ở cái đoạn này thì mới chỉ trồng đến được một lửa thôi. Và hôm nay mình đến cái đầu nút giao Lê Lợi thì đã thấy là trồng cây ra tận đến đây rồi các bạn này. Vâng, công việc đang triển khai rất là nhanh. Và hiện tại thì ở cái nút giao này cũng đang hoàn thiện hai cái vỉa hè. Cái góc cua này các bạn này đã được trải đá rồi các bạn nhé. Đã được trải đá đây. Tất cả các cột và cái cống chờ nắp cột điện đấy, đèn hệ thống đèn chiếu sáng ấy cũng đã được chờ sẵn đây rồi. Và cũng sớm thôi, một là hai hôm nữa thôi thì sẽ được lắp cái hệ thống đèn chiếu sáng ở đây thôi các bạn ạ. Vâng, và chúng ta đang được hướng ra cái nút giao với đường Lê Lợi. Và đây là cái đoạn đường Đông Khê 2 đắt đỏ nhất của cả cái tuyến đường này luôn các bạn ạ. Đắt đỏ bởi vì vướng mắc trong cái phần giải phóng mặt bằng ấy, mất khá là nhiều tiền. Và hiện tại thì cũng là cái đoạn đường Đông Khê 2 đầu tiên được gần như hoàn thiện. Chúng ta có thể thấy là cái đoạn này mình cập nhật rất là nhiều, được trải những áp phan đầu tiên, là được lát gạch vỉa hè đầu tiên, và cũng được trồng cây cây xanh ở giải phân cách cứng giữa đầu tiên luôn. Và có thể là một hai hôm nữa sẽ được lắp điện chiếu sáng ở đây đầu tiên nữa. Và giờ thì mình mời các bạn cùng tiến ra cái phía bờ hồ nhé, để xem tình hình tiến độ ở đấy dọc cái tuyến này như thế nào rồi, có khác gì với một hai hôm trước mình quay cái tiến độ ở đây không. Hiện tại thì hai bên vỉa hè đang được ốp lát hoàn thiện rất là nhanh luôn các bạn ạ. Và phía trước kia mình đã thấy cái nút ra cái đường vòng hồ An Biên hiện tại đang được triển khai thi công ở đây. Mình sẽ đi ra đây để mình quay cho các bạn cùng xem nhé. Chúng ta có thể nhìn thấy xe lưu đang lưu cái lề này, lối rẽ vào cái đường vòng hồ An Biên đấy. Chúng ta sẽ có một cái đường nhánh nhỏ ở đây để đi ra đi vào. Và mình thấy cái nút giao này là như cái phễu ấy các bạn. Bên ngoài thấy rất là to nhưng mà ở bên trong thì nhỏ tí luôn. Nó giống như cái phễu luôn. Và hiện tại thì mé bờ hồ An Biên cũng đang được đổ bê tông cái giải vỉa hè rồi các bạn nhé. Chỉ chờ là ốp lát đá và hoàn thiện thôi. Hiện tại thì các bó vỉa hè đã được làm ok hết rồi. Mặc dù Hải Phòng hôm nay là ngày 17 tháng 1 2022 rất là lạnh và mưa, nhưng mà hiện tại thì các công trường công nhân đang triển khai cũng rất là tích cực.
Bao giờ thì mình sẽ tiến lên kia để xem, quay cho các bạn xem. Đây các bạn có thể thấy là giống hình cây khuẫu, cua da, vòng cua da rộng và trông nó nhỏ nhỏ, xinh xinh. Ok, bên này là cái chùa đấy. Hiện tại thì cũng đang được xây dựng lại cái khu cổng vào đấy. Vâng, cả hai bên này hiện tại đã được làm đổ bê tông cái rìa vỉa hè nhé, và đang được hoàn thiện dần cái ốp lát gạch. Chúng ta có thể thấy là đang hoàn thiện dần đây. Việc triển khai thi công ở đây đang rất là rầm rộ các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là công nhân và máy móc đang hoạt động rất là rầm rộ cả cái đoạn này luôn, ra đến cuối bờ hồ An Biên. Cái đoạn giao mấy lại đường Đông Khê 1 hiện tại cũng đang được tích cực làm nền này. Lối này cũng là cái lối rẽ xuống đường vòng hồ An Biên đấy các bạn nhé. Chắc chắn người ta sẽ làm cái lối xuống đây nữa rồi. Vì hè cũng đã được đổ bê tông hết cái đoạn này rồi. Và phía trước kia là cái đường nút giao với Đông Khê 1 này. Và video này thì mình cũng xin cập nhật đến đoạn này thôi. Và mình xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Mình sẽ quay tổng thể cái tuyến đường Đông Khê 2 này cập nhật cho các bạn cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.